Vâng, xin chào tất cả quý vị đại biểu và tất cả những quý vị đang ở trên đầu cầu online. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Trí Hiển, đang là giám đốc công ty cổ phần công nghệ giáo dục Thiên Hà Xanh và chủ tịch của EdTech Agency, là một đơn vị chuyên hỗ trợ kết nối giao thương trong và ngoài nước trong lĩnh vực liên quan đến công nghệ giáo dục. Và tôi rất là vinh dự được ở đây chia sẻ với tất cả các quý vị đại biểu cả ở online lẫn offline về một số cái thực trạng, tình hình của công nghệ giáo dục ở hiện nay trên thị trường. Như vừa rồi Gen Vũ cũng đã chia sẻ, cái công nghệ giáo dục cũng đang đẩy mạnh và phát triển một cách như vũ bão. Và chúng ta phải hiểu thế nào là công nghệ giáo dục. Công nghệ giáo dục theo cái định nghĩa cũ trước đây thì là những gì liên quan đến ứng dụng công nghệ mà áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thì được coi là công nghệ giáo dục. Nhưng thực tế chúng ta phải nhìn nhận rằng công nghệ giáo dục là một cái khái niệm và không tách rời giữa công nghệ và giáo dục. Và nó là một thực thể để đan xen, để tạo ra một cái thị trường, một cái đại dương xanh mới. Và ở nơi đấy, chúng ta cái từ công nghệ giáo dục để giúp cho tất cả cái việc là chuyển giao tri thức, chuyển giao công nghệ một cách được tốt hơn và giúp cho việc là nâng cao năng lực của người học để làm sao họ đạt được cái mục đích cá nhân họ học tập và đạt được mục đích tốt hơn so với những cái nền giáo dục trước đây. Thì hy vọng trong thời gian ngắn sắp tới sẽ có rất nhiều các chính sách, rất nhiều các cái định nghĩa, rất nhiều cái hỗ trợ để làm sao cái từ công nghệ giáo dục nó gắn liền với cuộc sống và đưa cái nền giáo dục không chỉ là Việt Nam và nền giáo dục của thế giới tạo lên những cái đột phá mới trong cái thời đại là chuyển đổi số, thời đại là công nghệ thông tin, thời đại là 4.0. Bài trình bày của tôi hôm nay sẽ gồm 5 phần. Phần thứ nhất tập trung vào toàn bộ cái bức tranh của công nghệ giáo dục và 5 thời kỳ gần đây. Phần thứ hai sẽ là bức tranh tổng thể của tất cả các cái sản phẩm, các cái ngách giáo dục trên thị trường. Phần thứ ba sẽ chia sẻ về một số chính sách hỗ trợ cho phát triển công nghệ giáo dục. Phần thứ tư sẽ nói về câu chuyện giáo dục thông minh và một số cái định nghĩa, một số phạm trù liên quan đến nền giáo dục thông minh. Và phần thứ sáu liên quan đến cơ hội trong cái thị trường đại dương xanh, thế giới xanh hiện nay của công nghệ giáo dục và một số thông tin trong và ngoài nước liên quan đến đầu tư về mặt công nghệ giáo dục ở giai đoạn gần đây. Hiện nay thì thị trường công nghệ giáo dục chúng ta đang bước sang giai đoạn thứ 5 và đây là giai đoạn vàng của những đơn vị mà mong muốn đầu tư và phát triển trong lĩnh vực liên quan đến công nghệ giáo dục. Thời kỳ đầu tiên của công nghệ giáo dục thì cũng bắt đầu từ các viện trường và giai đoạn này là giai đoạn đầu những năm 2000 khi bắt đầu Internet chuyển vào thị trường Việt Nam và một số trường học tiên tiến, một số đơn vị đã bắt đầu ứng dụng công nghệ giáo dục thì được coi giai đoạn là sơ khởi và các cái vấn đề liên quan đến nghiên cứu và áp dụng chủ yếu trong các vấn đề viện trường. Và đến giai đoạn thứ hai thì sẽ tập trung nhiều hơn là một số sản phẩm từ viện trường bắt đầu tung ra thị trường. Thì giai đoạn 2007-2008 bắt đầu có một số sản phẩm lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường và cung cấp cho người dùng ở phía ngoài. Và giai đoạn 2011-2012 là chúng ta bắt đầu nhìn thấy sự bùng nổ của hàng loạt các cái sản phẩm công nghệ giáo dục cùng với bùng nổ của thị trường Internet giai đoạn 2010-2012. Ở giai đoạn này phải tới khoảng tầm khoảng 200 đơn vị EdTech được tung ra. Những thời điểm đầu tiên thị trường sẵn sàng chấp nhận trả tiền, chi trả thì lại rơi vào khoảng 2015-2017. Và đến thời điểm hiện nay thì có một điều là khi đại dịch Covid diễn ra thì nó là một điều giúp cho cái thị trường công nghệ giáo dục tạo nên sự đột phá, bởi vì 100% tất cả người dân và người học đều hiểu là đào tạo từ xa là gì, hoặc ứng dụng cái hình thức dạy học Zoom hoặc hình thức dạy học khác. Và hàng loạt các chính sách của Bộ Giáo dục cũng như Chính phủ hướng tới cái việc liên quan đến việc phát triển cái giáo dục số. Thì tôi sẽ đi chi tiết một chút các cái giai đoạn phát triển hiện nay của thị trường. Thì như vừa rồi chia sẻ là giai đoạn đầu tiên khoảng 2004 thì bắt đầu những cái trường đại học ban đầu như Đại học Xây dựng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Mỏ Địa chất là những đơn vị đầu tiên ứng dụng Moodle vào công việc là giao bài tập về nhà và ứng dụng một số hệ thống như là Hot Potato và một số hệ thống khác để tạo ra những bộ câu hỏi trắc nghiệm hoặc là sử dụng Camtasia để đưa một số hệ thống bài giảng vào cái môi trường giáo dục. Thì thời điểm này chủ yếu các cái hệ thống e-learning được nghiên cứu bởi các cái nhóm sinh viên làm đồ án và các cái thầy giáo hướng dẫn để ứng dụng phần nào để hỗ trợ cho việc là quản trị đào tạo, hỗ trợ đào tạo, chuyển giao tri thức trong trường học một cách nó hiệu quả hơn.
Sau giai đoạn 2000 và 2004 thì có hàng loạt các cái hội thảo liên quan đến công nghệ giáo dục và chuyển đổi số ở mức lý thuyết đã được được phát triển. Và từ những cái nghiên cứu trong nhà trường này thì khoảng đến 2016 và 2018 thì bắt đầu một số cái sản phẩm từ những công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên và một số công trình thực tế được tung ra thị trường. Đại diện tiêu biểu của 2006-07 là những sản phẩm như là AI, bên công ty AI có giải thưởng nhân tài nhất đất Việt về giáo dục, học mãi cũng ra đời từ thời điểm này, Tobica cũng ra đời từ 2006-2008, là những đơn vị đầu tiên. Trong đơn vị đấy cũng có những sản phẩm như Trường Xưa, Kiến Thức Việt đã ra đời từ 2006-2008, là những đơn vị đầu tiên để tung ra cái thị trường trong thị trường công nghệ giáo dục. Thời điểm này thì khoảng tầm 10, dưới 10 đơn vị và sản phẩm về mặt công nghệ giáo dục. Và giai đoạn 2010 đến 2013 là giai đoạn bùng nổ, bởi vì câu chuyện là chúng ta ở giai đoạn này khủng hoảng kinh tế nhưng mà lại đẩy cái nền kinh tế online phát triển. Giai đoạn này là phát triển mạnh mẽ của rất nhiều trang thương mại điện tử, có thể kể đến là vật giá, rồng máy, én bạc, 5 giây, và cùng đồng hành với cái việc phát triển của toàn bộ thị trường startup đời đầu của làn sóng thương mại điện tử, thì các cái startup liên quan đến công nghệ giáo dục cũng đẩy mạnh. Và chỉ trong vòng khoảng tầm 2 năm, khoảng hơn 200 đơn vị trong công nghệ giáo dục được phát triển. Thì giai đoạn 2000 và 2013 chẳng hạn, một số tên tuổi cũng đã đời từ thời điểm này, đó là học 360, Kina, VNEDU, thì đã đời từ cái thời điểm mà đẩy mạnh cái làn sóng liên quan đến ứng dụng các sản phẩm công nghệ trong giáo dục. Những thời điểm này mang tính là tất cả các sản phẩm ở giai đoạn này, phần lớn khi chúng ta tung ra thị trường thì phải educate thị trường một cách mạnh mẽ, bởi vì thị trường giai đoạn này chưa sẵn sàng cho cái việc là trả phí, nên là tất cả những cái giai đoạn của sản phẩm này trong giai đoạn này gần như là rất vất vả trong quá trình liên quan đến acquire người dùng ở giai đoạn này. Và đến giai đoạn 2015-2017 thì thị trường của công nghệ giáo dục bắt đầu được booming minh, bởi vì rất nhiều các đơn vị muốn nhảy vào thị trường và tìm mọi cách để quảng bá. Vì việc chúng ta quảng bá một cách mạnh mẽ trên thị trường nên là rất nhiều các cái người dùng biết đến, từ đấy tăng cái việc người dùng sẵn sàng trả phí cho cái thị trường liên quan công nghệ giáo dục. Một trong những tên tuổi để tạo nên một số cú hích để làm sao để thị trường bắt đầu trả phí đó là Edumo của Tobica. Họ đẩy toàn bộ cái thị trường marketing, thị trường một cách ồ ạt. Mỗi một người dân Việt Nam chẳng hạn có thể nhận được một cuộc gọi hoặc một cái điểm chạm về mặt tương tác là một năm khoảng tầm 3-4 lần. Nên cái việc liên quan đến việc là thị trường sẵn sàng biết đến và sẵn sàng có những cái trả tiền, và giai đoạn này cũng là một giai đoạn đột phá cho việc là bắt đầu có những cái thu nhận market size của thị trường công nghệ giáo dục được tăng trưởng đột biến hơn. Còn trước là chủ yếu các cái thị trường mang tính là trong các trường nhà nước hoặc là các cái môi trường đại học. Và đến 2020 thì đây là một cái cột mốc mà tạo ra một sự bùng nổ mới, một cái đại dương xanh mới cho thị trường công nghệ giáo dục, bởi thứ nhất là tất cả mọi người đều biết đến công nghệ giáo dục là gì, chính phủ cũng đã quan tâm, có thiên thời, có địa lợi, và rất nhiều các cái sản phẩm công nghệ giáo dục cũng được bắt đầu ra đời từ giai đoạn này. Theo các cái thông tin đánh giá của thế giới, một số tổ chức của PISA, của OECD, thì hơn 80% người dân Việt Nam đã học online, được đánh giá. Và so với mức trung bình toàn bộ trên thế giới nó ở 67%. Có nghĩa là Việt Nam nằm trong top 5 các đơn vị mà ứng dụng, đáp ứng cái việc liên quan đến ứng dụng online cho vấn đề học tập một cách nó mạnh mẽ nhất. Và đấy là một trong cơ hội. Và trong cái đánh giá của PISA thì Việt Nam cũng là một trong top, và từ trước nay vẫn vậy, một trong top 10 các đơn vị mà chúng ta sử dụng trên online, sử dụng trên internet một cách nó mạnh mẽ nhất. Và cái gọi là cái dân số Việt Nam trên online vừa tích cực lại vừa sẵn sàng cho việc là các hoạt động về mặt thương mại điện tử cũng như là giáo dục trực tuyến. Đấy. Và đặc biệt là chính phủ cũng đã đưa ra rất là nhiều chính sách cho việc là phát triển ứng dụng công nghệ giáo dục. Đặc biệt vấn đề liên quan đến chuyển đổi số giáo dục được đánh giá là top 2 trong 8 cái lĩnh vực mà chính phủ quan tâm cho vấn đề liên quan đến chuyển đổi số, nhìn chung của toàn bộ cái giáo dục của toàn bộ thị trường quốc gia. Và với những cái việc mà chúng ta bước sang một giai đoạn mới là giai đoạn thứ 5, là giai đoạn liên quan đến đại dương xanh của giáo dục, và đây là cơ hội vàng cho những đơn vị mà đang muốn xâm nhập vào thị trường giáo dục, các nhà đầu tư đang quan tâm đến việc là chuyển đổi số giáo dục, thì đây là một giai đoạn rất là quan trọng. Và với cái thị trường EdTech Việt Nam hiện tại đang như thế nào thì
khi chúng tôi trao đổi với các cái đối tác trong và ngoài nước thì thực sự thị trường Việt Nam đang được một trong trong ba thị trường của Đông Nam Á được xác định, được của cả châu Á được xác định là cái điểm đến của rất nhiều nhà đầu tư và rất nhiều các đơn vị mà quan tâm đến thị trường EdTech, bởi vì cái nguồn nhân lực chất lượng cao và các cái thông tin về khả năng tiếp cận thông tin về công nghệ của thị trường Việt Nam được đánh giá là cũng là thuộc là top năng động trên toàn bộ thế giới. Và một điều đặc biệt nữa, về mặt thống kê mới nhất thì thực chất là hơn mỗi hộ gia đình chi tiêu khoảng tầm 48% cái ngân sách của gia đình dành cho vấn đề đào tạo của gia đình, thì đấy là một cái rất là quan trọng, bởi vì là người dân Việt Nam rất là hiếu học và sẵn sàng chi tiêu để làm sao phát triển bản thân, phát triển khả năng. Từ khi mà sẵn sàng cái việc chi tiêu đấy thì câu chuyện là chúng ta sẽ có cái cơ hội để phát triển các cái nội dung số, các cái sản phẩm trong liên quan đến công nghệ giáo dục. Và thống kê trong năm trước thì năm 2019 thì là EdTech thì được là nhận được là một trong ba cái mảng được đầu tư nhiều nhất cho startup. Nhưng nếu thống kê năm 2020 ở thị trường Trung Quốc thì giáo dục lại được một trong top đầu tiên, top 1 trong lĩnh vực liên quan đến đầu tư vào công nghệ giáo dục. Và Việt Nam thì hiện tại với tốc độ tăng trưởng theo các cái con số đánh giá của thế giới Ensure đấy thì là khoảng tầm 43,3% tốc độ tăng trưởng mỗi năm hiện nay trên thị trường. Trong năm ngoái thì tổng đầu tư mà được ghi nhận chính thống trên thị trường sẽ dao động khoảng tầm 45 triệu đô vào thị trường Việt Nam trong năm ngoái. Và trong năm vừa rồi thì rất nhiều các cái chính phủ, rất nhiều các nước đã đổ đầu tư mạnh vào thị trường Việt Nam, ví dụ như là đặc biệt là Hàn Quốc, Singapore là hai thị trường đẩy rất là mạnh vào cái đầu tư trong lĩnh vực liên quan đến EdTech Việt Nam. Ngoài ra còn có Nhật Bản, Úc và Canada cũng đã bắt đầu đưa những sản phẩm của họ vào thị trường. Trong năm vừa rồi thì cũng nhìn thấy sự phát triển của một số cái mảng liên quan đến nội dung số, như là liên quan đến STEM, liên quan đến trẻ em, liên quan đến các kỹ năng mềm thì cũng được đẩy mạnh. Đến thời điểm hiện nay thì một số báo cáo trên thị trường được định giá là thị trường EdTech Việt Nam được đánh giá hơn 3 tỷ đô. Nhưng mà theo cá nhân tôi thì hiện tại cái thị trường Việt Nam nó phải hơn con số này khoảng 30%. Bởi vì là cái tốc độ tăng trưởng hiện nay đang rất là tốt và có những cái nguồn thông tin rất nhiều nhà đầu tư họ đầu tư ngầm trong lĩnh vực liên quan đến công nghệ giáo dục và chưa được công bố. Đến thời điểm hiện nay thì theo thống kê của EdTech Agency thì có tới khoảng 600 sản phẩm đang làm về lĩnh vực được tung ra trên thị trường về sản phẩm công nghệ giáo dục trên khoảng tầm 350 công ty. Tại vì có những công ty thì họ làm khá nhiều sản phẩm công nghệ giáo dục được tung ra thị trường. Và đến thời điểm này thì khoảng hơn 600 đơn vị, hơn 600 sản phẩm đã được tung ra thị trường đến thời điểm hiện nay. Và phần lớn thì đang là tập trung vào thị trường cây theo, thị trường từ lớp 1 đến lớp 12. Và ngoại ngữ vẫn là hai thị trường đang tập trung nhiều nhất. Cũng một điều đặc biệt là đến thời điểm này trong lĩnh vực liên quan đến thị trường công nghệ dục, chưa có một cái đơn vị nào có thể dominate được, tức là chiếm lĩnh được cái thị trường ngách của công nghệ dục. Trước đây chúng ta có thể kỳ vọng là Toyota, kỳ vọng một số đơn vị khác như Học Mãi, nhưng đến thời điểm này để mà dominate thị trường từng ngách của họ thì hiện tại vẫn chưa có đơn vị nào chính thức là dominate cái thị trường giáo dục. Ở Việt Nam thì chúng ta đang đi chậm một chút so với các thị trường quốc tế về mặt là phân hóa các sản phẩm liên quan công nghệ giáo dục. Như các thị trường đã chín muồi như Hàn Quốc thì sau này các hệ thống về mặt platform thì họ sẽ ở một số platform cơ bản, nhưng đơn vị làm content provider rất là nhiều. Ở Hàn Quốc theo thống kê là khoảng tầm 320 đơn vị làm content provider, nhưng ở thị trường Việt Nam thì con số làm content provider chuyên nghiệp thì chưa đến 10 đơn vị. Nên là câu chuyện là cái thị trường và tiềm năng phát triển của cái công nghệ giáo dục Việt Nam đang còn rất là mạnh mẽ trong thời gian tiếp theo. Thì đây là một bức tranh mà có cập nhật hàng năm liên quan đến Việt Nam EdTech Landscape hàng năm. Thì những cái bức tranh này tiếp theo thì chúng tôi sẽ phối hợp cùng với các đơn vị chuyên gia để có những ranking. Ví dụ chúng tôi sẽ cùng hy vọng sẽ được hợp tác cùng với Đại học Giáo dục, Khoa Công nghệ Giáo dục, Đại học Giáo dục để có những cái ranking nhất định để làm sao để đưa những cái tên tuổi top đầu ngành của từng phân khúc. Thì bởi vì là có khoảng tầm hơn 600 đơn vị về mặt công nghệ giáo dục thì chúng tôi cũng kỳ vọng là đã đưa lên đây thì những là đơn vị tiêu biểu theo hai hướng. Thứ nhất là những đơn vị đầu ngành top ở trong ngành ngách đấy, và thứ hai là những đơn vị mà có tiềm năng phát triển mạnh mẽ, bởi vì có những cái đơn vị startup họ đang có những cái lợi thế nhất định, họ có những cái tiềm năng phát triển mạnh mẽ thì chúng tôi cũng muốn đưa vào để mang tính là đại diện tiêu biểu
thì những cái bản report tiếp theo và những cái landscape tiếp theo thì chúng tôi sẽ mong muốn là sẽ đồng hành cùng với rất nhiều đơn vị như OECD, như đại học và như khoa công nghệ giáo dục, đại học giáo dục và các cái đơn vị tổ chức khác có uy tín trong lĩnh vực liên quan công nghệ giáo dục để có một bản gọi là rating, một bản tech landscape nó hiệu quả hơn. Còn hiện nay thì trong phân khúc về ngoại ngữ thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy một số cái tên tuổi như tiếng Anh 1, 2, 3, như Dũng Mori hoặc là một số sản phẩm khác. Trong mảng liên quan đến trẻ em chúng ta nhìn thấy là có Kid Up là được cũng thuộc cũng lọt vào top 7 của cái cuộc thi lần này. Có Monkey Junior, có Sunbot. Trong mảng K-12 thì đợt này nổi lên là chúng ta cũng sẽ cũng nhìn thấy là Techie, có God Eat, có Vietjet. Trong mảng liên quan đến người đi làm và những người trong độ tuổi người đi làm thì có Kina, Edumo, Unica. Và về mặt nền tảng thì cũng có một số đơn vị nổi tiếng như là Vietjet, Everlearn. Đấy. Trong mảng liên quan đến các hệ thống liên quan đến SaaS, Tool và LMS thì có WeWin, có School Online, có các sản phẩm như Azota. Dự đoán vào năm 2021 và 2022 thì chắc chắn sẽ có một làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ quốc tế vào thị trường Việt Nam cũng như trong nước về sự chuyển dịch. Và chúng ta nếu chú ý thì vừa rồi chẳng hạn có nguồn đầu tư 100 triệu đô vào eQuest, đấy, Elsa cũng được đầu tư tiếp. Đấy, thì sẽ có một làn sóng mạnh mẽ hơn về mặt đầu tư, rõ ràng hơn trong 2021-2022 về việc là các tổ chức trong và ngoài nước sẽ đầu tư mạnh mẽ vào thị trường Việt Nam. Và chắc chắn là khi mà các đơn vị chuyên nghiệp họ đầu tư vào, họ sẽ thích cái phương án, họ sẽ tìm kiếm M&A các đơn vị mà đã có sẵn hoặc là có những lượng người dùng nhất định ở trên thị trường để họ giảm thiểu quá trình xâm nhập thị trường. Và chắc chắn với cái thực trạng như hiện nay của thị trường, bởi vì là phần lớn các đơn vị làm EdTech cũ thì một số xuất phát từ những người công nghệ họ làm liên quan đến EdTech, và một phần là họ là một số nhà giáo, họ lại thấy thị trường này rất là tốt. Nên là cái việc gắn bó giữa công nghệ và giáo dục ở thời trước nó đang tương đối là tách rời. Cái thời điểm tiếp theo làm sao cái việc công nghệ giáo dục nó phải gắn liền với nhau hơn. Nên là ở giai đoạn trước, đấy là lý do vì sao tất cả rất nhiều người lại quan tâm đến thị trường là cây theo là như vậy. Và khi một thị trường mà không được định hướng, các sản phẩm làm tương tự nhau nhưng lại muốn là có sự khác biệt, thì câu chuyện là sẽ có rất nhiều sản phẩm sẽ phải rời khỏi thị trường vào năm 2021-2022 này. Bởi vì sản phẩm họ hoàn toàn cơ bản là giống nhau. Họ sản phẩm này thì sử dụng giáo viên của Đại học Khoa học Tự nhiên, sản phẩm kia sử dụng giáo viên của Đại học Vinh chẳng hạn, sản phẩm khác thì sử dụng giáo viên của Trường Am. Tức là mỗi đơn vị họ có những cái nghĩ là họ tạo ra sự khác biệt, nhưng cơ bản sản phẩm nó chưa tạo ra sự khác biệt trên online chẳng hạn. Nên chắc chắn nó sẽ có những sản phẩm mang tính sẽ phải rời khỏi thị trường trong thời gian tiếp theo. Trong cái phần này thì chúng ta cũng nhìn thấy là cái thị trường Việt Nam, lao động Việt Nam thì cũng đang là một cái thị trường trẻ, và cái vì thị trường trẻ và đang thiếu một số cái nội dung nên sau này cái thị trường liên quan đến upskill của thị trường Việt Nam và thị trường content sẽ nổi lên trong giai đoạn tiếp theo. Và điều quan trọng là cơ hội vẫn đang dành nguyên cho tất cả các đơn vị làm giáo dục, làm liên quan đến mảng EdTech và các nhà đầu tư, bởi vì đến thời điểm này cũng chưa có sản phẩm nào mang tính có thể là chiếm lĩnh được thị trường. Và chúng ta đang hoàn toàn có cơ sở. Và thời điểm này là cũng thời điểm đầu tiên, thực hiện là chúng ta thời điểm đầu tiên để cho chúng ta vào một cái thị trường đại dương xanh mới. Các chính sách bắt đầu là được đưa ra, và từ chính sách đưa ra thì bắt đầu có những thông tư mới để chúng ta làm sao để dựa đến thông tư để chúng ta đưa các sản phẩm nó sát thực tế hơn. Còn trước đây chúng ta chưa có những cái chính sách, chưa có những thông tư thì nó sẽ là khó hơn. Còn bây giờ là giai đoạn này là giai đoạn chúng ta phải tập trung nhiều hơn, và nên là cũng là một giai đoạn mà cơ hội tiềm năng cho toàn bộ thị trường. Và chúng ta sẽ nhìn thấy là cái việc chuyển đổi số bắt buộc hoặc là ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, việc dạy và học được bắt đầu công nhận. Và từ cái việc là họ đang thờ ơ, người dân đang thờ ơ liên quan đến công nghệ giáo dục, thì họ coi đấy là một cái việc nó hàng ngày. Và việc khi mà chúng ta làm một cái gì đó hàng ngày thì chúng ta thể thấy nó trở thành một thói quen và thấy nó rất là bình thường. Cái việc tiếp theo là các cái đơn vị làm công nghệ giáo dục làm sao để nâng cao chất lượng, kiểm soát được chất lượng và truyền tải được kiến thức một cách nó hiệu quả hơn. Bởi vì phần lớn các cái công ty làm công nghệ giáo dục trước thì bê nguyên các cái mô hình nội dung đào tạo của offline lên online. Như vậy nó không phù hợp với các cái curriculum hoặc là khung chương trình của online, bởi vì trên online người ta có thể chỉ tập trung được khoảng tầm 3 đến 5 phút hoặc là maximum khoảng tầm 15 phút. Thì chúng ta phải có những cái cách thức để chúng ta làm sao chia nhỏ các bài hoặc là theo cấu trúc gọi là một cái quy tắc gọi là LD, gọi là Learning Design, làm sao khóa học đấy nó hiệu quả nhất ở trên online.
Đến hiện nay thì như rồi tôi cũng chia sẻ là có rất nhiều các cái nghị định, rất nhiều các chính sách mà thường xuyên update liên tục để hỗ trợ liên quan đến việc phát triển công nghệ giáo dục. Thì đến thời điểm này theo tôi thống kê phải có khoảng tầm hơn 15 các cái nghị định, thông tư và liên tục update để hỗ trợ cho liên quan đến cái thị trường, liên quan đến công nghệ giáo dục Việt Nam phát triển. Thì có một số nội dung chú ý thì tôi cũng đưa lên đây. Đặc biệt là cái chương trình liên quan đến việc là chương trình chuyển đổi số quốc gia của Bộ Thông tin Truyền thông thì xác định là công nghệ giáo dục là 2/8 cái chương trình cần được phát triển. Và hiện nay tôi cũng nhìn thấy là rất nhiều tỉnh thành lập các công ty hỗ trợ liên quan đến chuyển đổi số ở các tỉnh. Một số tỉnh đang nổi bật như là Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, một số tỉnh đang rất là mạnh mẽ trong công việc liên quan đến hỗ trợ chuyển đổi số. Và họ cũng sẽ coi là chuyển đổi số giáo dục và y tế là hai đơn vị đầu tiên họ đang bắt đầu liên quan đến vấn đề về mặt chuyển đổi. Và cái nghị định hợp tác đầu tư, nghị định 86 thì cũng mở rộng, giúp cho tất cả nhà đầu tư ngoài nước dễ dàng tiếp cận hơn cái việc là đầu tư vào Việt Nam. Và những cái sản phẩm ở Việt Nam hoặc các cái đơn vị Việt Nam có cơ hội tiếp cận thêm các nguồn vốn mới. Và theo tôi được biết, hôm qua thì cũng có ngồi trao đổi trên Bộ Giáo dục, thì cái nghị định tiếp tục được nới lỏng nữa để làm sao để hút các nguồn vốn. Tất nhiên là có những cái là làm sao để hỗ trợ, vừa bảo vệ vừa hỗ trợ để phát triển liên quan đến cái nền công nghệ giáo dục Việt Nam. Và bắt đầu Bộ Giáo dục họ quan tâm hơn nữa về cái việc là ứng dụng công nghệ trong giáo dục như nào để mang tính một cách hiệu quả. Và cũng trong tháng 9 năm ngoái thì học sinh cũng bắt đầu được đưa điện thoại vào trong phòng học để mục đích giáo dục, thì cũng là một bước tiến mới của bộ trong việc là sử dụng các cái nền tảng, các cái hệ thống, các cái thiết bị để phục vụ cho quá trình dạy và học. Và đặc biệt vào tháng 3 vừa rồi năm 2021 thì bắt đầu cũng có những cái thông tư để đánh giá toàn bộ cái kết quả học tập trực tuyến, và cũng có bắt đầu những gợi ý để ghi nhận cái việc học tập trực tuyến là một cái việc được công nhận, và hướng tới cái việc thi trực tuyến cũng là một cái việc mà sẽ được công nhận. Thì bắt đầu có những cái thông tư hướng dẫn và những cái đi khảo sát thị trường, thì bắt đầu có những động thái cụ thể hơn của Bộ Giáo dục cho cái việc liên quan đến công nhận kết quả học và thi trực tuyến. Còn ngoài ra các bộ khác, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đang có những chính sách về mặt nguồn vốn cho việc là giáo dục thông minh là như nào, chuyển đổi số giáo dục ra sao. Và đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục thì cái này tôi xin nhắc lại thôi, bởi vì là các đơn vị đầu tư quốc tế thì rất là quan tâm đến lĩnh vực giáo dục. Và với lĩnh vực giáo dục là một lĩnh vực mà quá trình dạy và học, các nghiệp vụ liên quan đến kiểm tra thi cử sẽ là không chịu thuế về giá trị gia tăng. Còn thuế thu nhập doanh nghiệp là 10%, thì đây là một ưu đãi để mang tính phục vụ cho các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, các nhiệm vụ chiến lược quốc gia. Đấy. Và với những cái chương trình cụ thể thì lại có được phép là giảm thuế ưu đãi phía sau. Thì việc chuyển đổi giáo dục hiện nay sẽ mở ra một cái cơ hội mới cho việc là xây dựng mô hình giáo dục thông minh. Và với cái mô hình giáo dục thông minh thì nó vẫn nằm trong một cái chương trình chung của cái chuyển đổi số quốc gia. Thì tôi xin chia sẻ là giáo dục thông minh là một cấu phần để mà phù hợp tạo ra những cái con người thông minh và tạo ra những cái cơ chế thông minh của giáo dục quốc gia. Cái mô hình giáo dục thông minh của chúng tôi đề xuất thì hướng tới cái việc là nó sẽ gắn liền với việc là đi từ phòng học thông minh, trường học thông minh và đến một sở, một cái mô hình giáo dục thông minh, và tích hợp theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc về sự thông minh của giáo dục. Cái mô hình giáo dục thông minh sẽ phải đáp ứng được đầy đủ các đối tượng và các lát cắt của nó, từ đối tượng là các sở, các cái trường, các cái giáo viên, các cái học sinh, các cái phụ huynh, và cái phạm vi trong chuỗi toàn bộ từ người học, người dạy và quản lý nhà trường, cũng như là các cái giải pháp xoay quanh liên quan đến công nghệ giáo dục. Một mô hình, một cái phòng học thông minh tiêu chuẩn ở thế giới cũng như ở Việt Nam chúng tôi đang có hỗ trợ cho một số đơn vị giáo dục. Thì phòng học thông minh mới thì bao gồm các hệ thống về mặt bục giảng thông minh, hệ thống về máy chiếu, camera thông minh để nhận diện mặt người và theo dõi cảm xúc người học, và các hệ thống nội dung công nghệ liên quan đến phòng học thông minh. Như trên hiện tại đây chúng ta thấy có camera thông minh, có các bảng tương tác thông minh để giúp người học có thể là sau này ứng dụng những cái thí nghiệm ảo ở trên hệ thống và tương tác trực tiếp với các hệ thống nội dung số online. Một cái giải pháp tổng thể của một phòng học thông minh, nó sẽ bao gồm cả phần cứng, phần mềm, nội dung, và nó sẽ sự đồng bộ với nhau trong đấy.
phần mềm sẽ có những phần mềm liên quan đến nội dung giáo, phần mềm giáo dục và các nội dung số, nội dung liên quan đến trắc nghiệm, nội dung liên quan đến 3D, nội dung liên quan đến thí nghiệm ảo. Nó sẽ đồng hành với nhau và tạo thành một tập một cái tập hợp thành mô hình là giáo dục thông minh. Và trên mô hình giáo dục thông minh sẽ là mô hình của trường học thông minh, sẽ kết hợp tất cả những sản phẩm, những cái thông tin xoay quanh cái mô hình giáo dục phòng học sẽ hướng tới cái mô hình là trường học thông minh. Thì như mọi người nhìn thấy sẽ bao gồm cả cái lớp học thông minh là một phần trong một chuỗi quy trình là từ nhà đến trường, và chu trình từ là lúc mà tuyển sinh đến lúc mà đi làm. Và trong cái mô hình giáo dục thông minh tiếp theo thì chúng tôi đang muốn đẩy mạnh cái từ ngữ là học trộn lẫn, blended learning, là mô hình kết hợp sức mạnh của cả online lẫn offline và có thể kết hợp bất cứ trong thời điểm nào, thời điểm có dịch, thời điểm không có dịch, và sẽ giúp tăng cái chất lượng đào tạo của nhà trường. Thì đấy là hình thức liên quan đến cái triết lý mô hình blended learning sẽ hỗ trợ giữa online và offline mạnh mẽ. Và sắp tới thì tôi cùng với anh Cương, trưởng khoa công nghệ giáo dục, sẽ viết một cuốn sách liên quan đến blended learning để làm sao để thị trường hiểu hơn về cái khái niệm blended learning là gì. Mô hình trường học thông minh thì là nó mô hình dành cho một sở bao gồm là các cái thống kê, các cái theo dõi dự báo, các cái dự giờ, các cái tích hợp và khảo sát đánh giá. Đây là một mô hình giáo dục thông minh nổi bật. Và tôi sẽ xin một phút nữa thôi để mà chia sẻ liên quan đến các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực liên quan đến công nghệ giáo dục và thực trạng đầu tư hiện nay trong thị trường. Thì hiện nay trên thị trường thì rất nhiều các đơn vị muốn xâm nhập vào thị trường Việt Nam, thì các mô hình của quốc tế khi xâm nhập vào thị trường Việt Nam thì họ thường là đưa các sản phẩm vào và qua các hình thức chủ yếu là đầu tư startup hoặc là M&A sản phẩm và thâu tóm thị trường. Thì trong giai đoạn này sẽ rất là đẩy mạnh. Dạng sản phẩm hiện nay sẽ nên tập trung vào một số nền tảng, nhưng hiện tại nền tảng thì thị trường Việt Nam vẫn đang là thị trường sơ khởi, nên cái vấn đề nền tảng và nội dung số vẫn đang được là mọi người quan tâm. Đặc biệt nếu như các đơn vị chuyên nghiệp, chúng ta nên nghĩ tới cái việc phát triển các cái nội dung số chuyên nghiệp trong thời gian sắp tới. Thì mọi người nên tập trung vào liên quan đến nội dung số trong thời gian sắp tới. Đối tượng thì đối tượng nhiều nhất vẫn là đối tượng K-12, là nhưng mà chúng ta phải có những sản phẩm khác biệt so với những sản phẩm trên thị trường. Còn bởi các sản phẩm hiện nay trên thị trường là tương đối là giống nhau, thì chúng ta phải tìm ra những cách thức là nội dung số khác trong thị trường K-12. Và đặc biệt một cái thị trường chúng ta cũng phát triển rất là mạnh nhưng mà đang bỏ ngỏ chưa ấy là thị trường liên quan đến doanh nghiệp. Thị trường doanh nghiệp cái nhu cầu đào tạo nội bộ hàng năm nó rất là nhiều, nên chúng ta nếu chúng ta có những hệ thống công nghệ giáo dục mà hỗ trợ cho việc là các tổ chức doanh nghiệp là một trong những cái mà chúng ta cần nghiên cứu trong thời gian sắp tới. Hiện nay thì tất cả những hạ tầng chúng ta đã đáp ứng, từ việc chính phủ, từ việc là hỗ trợ mobile money, từ việc là chuẩn bị 5G và rất nhiều các thiết bị máy tính bảng, máy tính để có thể sử dụng được 5G, 4G chuẩn bị cũng xuất bản sẽ được đưa ra trên thị trường Việt Nam. Các chính sách chúng ta hoàn toàn là hỗ trợ và tất cả mọi người cũng sẵn sàng cho việc liên quan đến việc chuyển đổi số giáo dục. Nên cái thị trường công nghệ giáo dục sẽ tin tưởng sẽ booming trong khoảng tầm từ 1 đến 3 năm tới. Và xin cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu cả online lẫn offline ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn.